thật là một mối đe dọa cho quyền lực của chúng ta. Phải hành động ngay. Sự chần chừ của chúng ta sẽ giúp tên Jesus này mạnh hơn đó. Ta chỉ đứng đây nhìn hắn cướp người của mình đi hay sao vậy? Ta có nghe rằng hắn tự xưng mình là vua dân Do Thái. Ta cần phải xem xét lại tất cả vụ việc này. Ta sẽ đợi thời cơ sớm nhất. Jesus, người Nazareth chẳng mang lại gì tốt đẹp cả. Hắn là một mối nguy cho đất nước. Ta sẽ để cho một người chết còn hơn là cả đất nước này phải mất. Giết hắn đây! Hãy giết hắn đây! Giết đi! Mau giết hắn đi! Giết hắn đây! Hãy giết hắn đây! Ngươi có phải là đấng cứu thế, con của Đức Chúa Trời hằng sống hay không? Chính ta, các ngươi sẽ thấy ta một mình hữu Đức Chúa Trời. Ta sẽ trở lại trên những đám mây từ trời. Giết đi! Giết đi! Giết đi! Giết hắn đi! Chúng ta cần có thêm bằng chứng. Các ngươi đã nghe những gì hắn nói rồi. Các ngươi có ý gì? Giết đi! Giết hắn đi! Ông có phải là một trong những người theo tên Jesus đó sao? Không. Là ông rồi. Tôi đã thấy ông ta với hắn. Tôi chắc như vậy. Không, tôi đã nhìn lộn người rồi. Là ông. Chính ông là tên Galile đã theo hắn. Ta nói cho các người biết, ta không biết ông ta. Như trong Kinh Thánh đã chép, Ngài mang lấy tội của chúng ta để bị kết án, bị đánh đòn, chịu đóng đinh và chết trên cây thập giá để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa. Ngài là đấng tốt lành, thánh thiện vô cùng. Ngài đâu có tội, nhưng vì yêu thương nhân loại là chúng ta, muốn cứu chúng ta khỏi chết do tội của chúng ta, nên Ngài đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu muôn vàn đau khổ. Chúa Giêsu đã rao giảng về nước trời, đã làm nhiều việc để cứu những người đau khổ, bệnh tật, mù què, đói ăn. Vậy mà các thượng tế và các biệt phái xúi dân chúng chống lại Chúa. Họ bắt Chúa vác cây thập giá lên đồi núi cao, gọi là núi Sọ, và đóng đinh người vào thập giá. Mary! Tôi đã nhìn thấy Ngài! Ai? Là Chúa! Tôi đã nhìn thấy Ngài sống lại! Ngài đã sống lại như Ngài báo trước! Cái gì? Ngài đã sống lại như Ngài báo trước.